Đây là xưởng sản xuất túi ba lô công nghệ đạt tiêu chuẩn trên thế giới. Mỗi sản phẩm được tạo ra trải qua 5 giai đoạn và hơn 15 nhân công làm việc thủ công để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Với mỗi chiếc ba lô được tạo ra, có giá bán trên thị trường hiện tại từ 3 triệu đến 5 triệu đồng và có chiếc lên đến 7 triệu đồng. Và đây cũng là xưởng sản xuất ba lô công nghệ mang thương hiệu Việt Nam, Tesos. Và quy trình sản xuất túi công nghệ sẽ như thế nào? Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 km, hệ thống xưởng sản xuất ba lô công nghệ Tesos được đặt tại thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Nhà máy hiện đang có hơn 200 nhân công làm việc và chia thành 4 xưởng xung quanh. Họ phải đặt hàng ở trên các website thương mại thế giới như Amazon hoặc là những website đặt hàng của Kickstarter. Có khi lên tới 7 tháng, 8 tháng mới giao hàng. Vấn đề thứ hai mình muốn nói tới là vấn đề về giá cả. Giá cả của một cái túi như vậy thì nó rất là đắt đỏ. Do đó Tesos muốn ra đời ở Việt Nam để tối ưu cái chi phí giá cả. Để tạo ra một chiếc túi chất lượng cao, cần các vật tư đầu vào mang chất lượng tương đương. Tất cả nguyên vật liệu, các loại vải có các đặc tính chống thấm nước, chống rách như Cordura, Ripstop, Eva hay dây kéo YKK đều được đặt mua từ nước ngoài và được tập trung về xưởng. Để làm ra chiếc túi Tesos cần trải qua hơn 20-30 giai đoạn và chia thành 4 giai đoạn chính. Cắt các nguyên vật liệu thô, may lập trình chi tiết, may chi tiết thủ công và lắp ráp thành phẩm. Ở giai đoạn lắp ráp thành phẩm sẽ được kiểm tra lại toàn bộ đường bay để có thể đóng gói và giao cho khách hàng. Quy trình sản xuất bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên, cắt nguyên vật liệu thô. Ở giai đoạn này sẽ cắt các loại vải theo từng phần của chiếc túi Tesos. Dựa trên mẫu túi đã được tính toán từ đội ngũ thiết kế. Ý tưởng thiết kế ra cái mẫu túi Tesos 1 đầu tiên thì đến từ cái việc là những cái tiện ích trong cuộc sống hàng ngày. Làm sao mà có thể một cái túi nhỏ nhỏ mà đựng tất cả mọi món đồ nhưng mà nó mang lại hiệu quả lớn. Bản vẽ đưa vào máy tính và được lập trình sẵn từ máy cắt laser. Máy cắt sử dụng tia laser với nhiệt lượng lớn để cắt vải theo bản vẽ với độ chính xác cực kỳ cao. Sau khi cắt toàn bộ nguyên vật liệu thô sẽ đưa qua xưởng thứ hai đến bước in kéo lụa logo. Tới giai đoạn in logo sẽ sử dụng phương pháp in kéo lụa. Cái này là mình in trực tiếp lên cái kéo lụa, mình trực tiếp lên giấy luôn. Kỹ thuật này sẽ dùng khung với lưới in để định vị logo cần in lên khung. Sau đó dùng dao gạt mực để thấm đều qua lưới, in lên bề mặt vải. Với phương pháp này, phần mực sẽ được in trực tiếp lên vải với độ bền cao và màu sắc cực chính xác. Mấy con đàn này, con đàn sấy á, sấy mực in á, cho nó khô keo, khô mực. Sau đó lớp vải sẽ được đưa qua máy sấy mực in logo để cho logo khô mực hoàn toàn trong thời gian ngắn và bám chắc vào vải để không bị bong ra trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, các chi tiết khác trong túi Tesos sẽ mang đi ép nhiệt với công nghệ bonding film. Cái này là cái công đoạn của mình đó, lông, có nghĩa là mình định vị cái này để mình che, mình ép cái lông xong mình đi quét laser là mình che cái này nè, đừng cho mưa ướt vô, mình che lại chắc chứ lại nước mưa nó không có giọt vô cái túi của em. Rồi đó là cái công đoạn định vị trước. Sau đó đưa qua máy ép nhiệt sẽ ép chặt các chi tiết này trong khoảng 2 phút với nhiệt độ 180 độ C. Sau mình nhấn này túi ép bên cạnh nó có chỉnh thẳng cho này, mình phải chỉnh nhiệt độ đúng của nó. Kỹ thuật này sẽ tăng khả năng chống thấm nước tuyệt đối cho túi Tesos. Sau đó sẽ tới máy cắt laser khoét lỗ nhỏ để gắn quai đeo túi. Trong các giai đoạn này đều sử dụng máy móc để cắt đúng toàn bộ vị trí theo thiết kế để mang độ chính xác cực cao. Sau khi cắt và xử lý toàn bộ các nguyên vật liệu này sẽ đưa về xưởng thứ 3 tới giai đoạn bay chi tiết theo máy lập trình. Đây là xưởng sản xuất công cụ nhân lực cao nhất, nhiều máy móc tập trung ở đây nhất. Hầu hết những cái túi mà công nghệ mình thiết kế cho dân bên người cho người dân bản địa hoặc là bên châu Âu hoặc châu Mỹ, nó rất là to và nó rất là cồng kềnh đối với người Việt Nam châu Á của mình. Ở giai đoạn này, các mẫu hay chi tiết nào của túi cần dùng sẽ được bay chi tiết theo các máy lập trình của mỗi loại. Với máy bay lập trình này được dùng để may phần dây kéo YKK vào đúng vị trí được định sẵn trên lớp vải Cordura bên ngoài. Bước này là bước thứ 3 của cái mặt trước của cái túi này. Máy bay lập trình này sẽ xử lý các đường bay của lớp đệm lót EVA, bay sát vào lớp ripstop.
Lớp đệm này sẽ giúp chống sóc cho gang laptop và các đường bay đều với nhau sẽ tạo độ êm cho túi. Nó đều, như khi mình dàn nó cứng vô để cái độ êm của vô cái máy nó không bị chạy. Mỗi hệ thống máy bay lập trình sẽ được sử dụng để làm việc cho mỗi công đoạn khác nhau. Cái máy này là máy 5030, nó chạy cái đường trang trí của thân sâu qua lô. Tiếp đến giai đoạn bay thủ công từ chân công có kinh nghiệm lâu năm. Cái này là bên bay kéo đơ tấp lơ, ráp mặt trước mặt sau. Cái này là phần lưới trang trí của cái ngăn trong của cái mặt lót của hai mặt trước. Mây trang trí lớp vải lưới ở phía trong túi với dây kéo YKK vào dâu. Mây được tấp lơ của túi vào, mây các đường viền của túi. Mây logo ở phía trong, nhờ vào tay nghề lâu năm từ các dân công, các đường bay này được bay chính xác, tỉ mỉ và cực kỳ đẹp. Từ đó mà chất lượng túi Texas cũng được nâng lên tầm cao mới. Đây này, cái bây giờ là ráp mặt trước ra, bây giờ là cái viền này. Đó, thấy chưa? Nó viền ra đó. Sau cùng, nhân công sẽ may viền các mặt cho túi. Và thế là toàn bộ các chi tiết đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn hoàn thiện túi Texas. Cái máy này là máy 380, chuyên về viền đó, những cái hàng thành phẩm hay là mặt trước đó mình ra, mình ráp thành phẩm. Chuyên lên căng ôm để chuyên dùng của nó. Hay máy 390 để may các đường may ghép nối các bộ phận lại với nhau, hoàn tất bước cuối cùng để tạo nên một chiếc túi Texas hoàn chỉnh. Có thể nói rằng đây là thành quả của một chuỗi các công đoạn phức tạp, đòi hỏi sự nghiên cứu và phát triển kỹ càng của đội ngũ thiết kế cũng như trình độ tay nghề cao của các công nhân lành nghề tại Texas. Một quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt sẽ được tiến hành trước khi đi đến bước cuối cùng, đóng gói thành phẩm vào hộp. Cuối cùng thì đây là cái hộp của Balo Texas 11. Thì mình hy vọng các bạn và mọi người sẽ sắp tới sẽ đón nhận với Balo Texas như là một món quà tinh thần. Đối với Texas, mỗi chiếc hộp này như một món quà, chứa đựng những niềm tin và hy vọng về một sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế được tạo ra và sử dụng bởi con người Việt Nam. Texas, tự hào sản phẩm công nghệ dành cho người Việt.